Thì xin bác sĩ Duy Long có thể cung cấp thông tin cho quý khán giả được biết cái việc chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang được thực hiện như thế nào ạ? Đấy thì như các bạn, ngay bất cứ một người bệnh nào khi mà được chẩn đoán là ung thư đều ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý. Đấy, đều người ta đều gần như là sốc, chứ chưa nói là khi chẩn đoán bị ung ngay là giai đoạn 4 rồi, giai đoạn cuối rồi. Hoặc là với những bệnh nhân mà có thể giai đoạn 1-2 nhưng điều trị nhưng bệnh vẫn tiến triển, đấy từ giai đoạn 1-2 chuyển thành giai đoạn 4 thì là người ta gần như là không còn tin tưởng vào bất cứ phương pháp nào nữa. Gia đình thì buông bỏ, đấy, nhiều khi gia đình bảo thôi, người bệnh buông bỏ, gia đình cũng 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 ngoài, đấy, cũng không còn khả năng nữa. Vì cũng có những bệnh nhân mà điều trị 3-4 năm cứ theo đi lại ở bệnh viện và bệnh vẫn cứ tiến triển, thì quả thực là đấy cũng là một thách thức đối với không chỉ riêng người bệnh không, mà thách thức cả với những cái người thân, gia đình người bệnh. Bởi vì đi lên viện, nhiều người bệnh có thể tự đi lại được, nhưng có những người bệnh là khi đi đến viện cũng phải còn có 1-2 người trợ giúp. Chính vì vậy là cái điều trị tâm lý và trao đổi cùng với người bệnh là cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó, thì chúng tôi có thể mời người bệnh cũng như là gia đình người bệnh thảo luận, trao đổi và đưa ra những cái phương án phù hợp nhất để làm sao là tạo cái tâm lý kể cho gia đình người bệnh cũng như là cho người bệnh là kể cả giai đoạn này vẫn có thể là có những cái thuốc bổ trợ, biết đâu có những trường hợp là bệnh đáp ứng tốt. Đó. Và thực tế trên lâm sàng hiện nay ở tại bệnh viện Ung bướu Hương Việt này, chúng tôi là làm như vậy. Nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi ở cái giai đoạn muộn, tức là giai đoạn 4 hóa xạ trị hết rồi, bệnh vẫn tiến triển. Sau đấy đến đây thì chúng tôi cũng có những người bệnh đến đây nói mình luôn bác sĩ là cũng không còn tin tưởng lắm đâu. Nhưng sau đấy trao đổi, đưa ra những cái phác đồ phù hợp và điều trị trực tiếp trên người bệnh thì quả thực là người bệnh, một số bệnh nhân là đáp ứng rất tốt. Còn có những bệnh nhân là khu trú lại khối u, còn cái tỷ lệ mà các cái triệu chứng lâm sàng giảm nhẹ là rất nhiều người bệnh. Đó. Và bản thân người bệnh sau đấy là bản thân người bệnh cũng như là gia đình người bệnh là giai đoạn cuối, không phải là cái bước cuối cùng. Dạ. Không phải là chúng ta chỉ đơn thuần là giảm đau, đơn thuần là dinh dưỡng, đơn thuần là tâm lý không, mà nhiều trường hợp dùng các cái thuốc bổ trợ bệnh nhân là tiến triển là tốt, đáp ứng tốt so với cho người bệnh. Đấy, và nhiều người bệnh là ở giai đoạn cuối rồi nhưng sống nhiều năm nay người ta vẫn hoàn toàn lao động bình thường. Dạ vâng ạ. Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta-glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể. Đặc biệt, hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang, nhỏ gọn, dễ uống. Bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.